Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hành trình tìm về địa chỉ đỏ tại tỉnh Hà Giang. Tham gia chương trình có lãnh đạo đảng ủy khối cùng 15 đoàn viên đến từ các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc. Trong hành trình tìm về địa chỉ đỏ, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đài tưởng niệm 468. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ. Trong đó, tỉnh Lào Cai có 14 liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Hành trình tìm về địa chỉ đỏ là hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh, tạo động lực để đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay 21 tháng 8, nền tảng cửa khẩu số Lào Cai chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1, góp phần cải thiện thủ tục hành chính, gia tăng năng lực thông quan hàng hóa qua địa bàn. Thay vì khai báo bằng giấy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dễ dàng mở tờ khai điện tử đầy đủ thông tin trên app điện thoại hoặc máy tính qua phần mềm cửa khẩu số. Đối với lái xe, chỉ cần khai báo giấy tờ tại một điểm đầu vào ở bãi KB2, hệ thống cam IL tại các chốt barrier sẽ quét biển số phương tiện đã được đăng ký trước đó. Căn cứ vào những thông tin trên hệ thống, lực lượng chức năng dễ dàng kiểm soát phương tiện, hàng hóa, xuất khẩu, nắm bắt được các vấn đề phát sinh và điều phối xử lý kịp thời. Nền tảng cửa khẩu số đi vào hoạt động được xem là một trong những nỗ lực để Lào Cai dần hiện thực hóa mục tiêu đưa giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 15 tỷ đô la vào năm 2030. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Simacai đã tổ chức 13 hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, phân luồng cho 650 lượt học sinh tại 13 trường học có cấp trung học cơ sở trên địa bàn. Địa phương cũng tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm cho 750 lượt người lao động tại 3 cụm xã Xín Chén, Cán Cấu và thị trấn Simacai. Ngoài ra, từ năm 2021, huyện Simacai thành lập tổ đào tạo nghề và dịch vụ việc làm. Năm 2022, tổ đã tư vấn cho gần 2.000 lượt học sinh lớp 9 và lớp 12 tại 17 trường học, tư vấn kết nối việc làm cho gần 5.000 lao động địa phương. Huyện Simacai tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, rà soát tổng hợp đăng ký nhu cầu tìm việc làm của lao động để có định hướng, hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm tại các khu công nghiệp trong nước, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Làm đường bê tông giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Để giúp bà con nhân dân nhanh chóng thoát nghèo, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng đặt quyết tâm phải sớm cứng hóa đường lên các thôn bản, trọng yếu là 3 tuyến đường An Hồ đi Xuân Quang, đường Làng Cung 3 và đường lên thôn Phìn Giàng. Tuy nhiên, việc thực hiện tiêu chí này tại các địa phương đang gặp không ít khó khăn, nhất là nguồn kinh phí làm đường cần được hỗ trợ tháo gỡ. Đây là tuyến đường lên thôn Phìn Giàng có chiều dài 3,5 km, bề rộng nền đường là 6 m, đồng thuận cao với chủ trương đổ bê tông 3,5 m chiều rộng mặt đường. Anh Giàng Xeo Báo cùng các hộ dân trong thôn đã hiến 4,2 hecta đất, chặt hạ khoảng 14.000 cây quế, một số cây lấy gỗ và diện tích đất đang trồng ngô, sắn. Riêng nhà tôi là phải hiến tầm khoảng 1 ha đất để mở ra cái tuyến đường này, thậm chí là chặt bỏ 200-300 cây quế. Đối với hộ đường đi qua nương của hộ đấy thì mỗi hộ là phải đóng 4 triệu. Thì đó là nhà tôi cũng đã đóng. Người đảng viên phải gương mẫu đi đầu, thứ nhất là phải hiến đất. Thứ hai nữa là phải hiến cây và thứ ba nữa là đóng tiền đảng viên này phải đóng trước. Toàn thôn Phìn Giàng hiện có trên 30% hộ nghèo và cận nghèo. Số đảng viên trong thôn cũng chỉ có 17 người. Dù đã rất tích cực huy động, nhưng tới nay thôn mới vận động được 35 triệu đồng. Trong điều kiện kinh phí làm đường khá eo hẹp, lại chỉ được nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 90 triệu đồng, địa phương đang nỗ lực huy động nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân và từ sự đóng góp của cán bộ xã để mua vật liệu xây dựng làm đường. Đối với lại cán bộ công chức xã thì đóng góp đến thời điểm này là 4 ngày lương. Thế còn lãnh đạo thì đóng nhiều hơn. Nên huy động toàn nguồn lực toàn xã, trong và ngoài xã, đặc biệt là các cái con em công tác ở ngoài xã, ngoài tỉnh là thành đạt thì
để bù vào cái tiền mà cước vận chuyển. Làm đường bê tông giao thông là tiêu chí quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại không ít địa bàn như Phìn Giàng, việc thực hiện tiêu chí này đang gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là về kinh phí làm đường, cần được hỗ trợ, tháo gỡ. Địa phương tự khắc phục thì phải nói là cũng oằn mình đi, rất khó khăn. Và trên cái nội dung này, chúng tôi cũng đề nghị là tỉnh có những cơ chế đặc thù, đối với những tuyến đặc thù. Đối với những cái chỗ đặc biệt khó khăn nên có cái chính sách là bù giá. Bù giá cho vận chuyển cho nhân dân, hỗ trợ phần. Thứ hai là những cái kinh phí đánh đá, những cái vật liệu là cứng mà địa phương không làm được. Đến thời điểm này, xã Phong Niên đã huy động xã hội hóa được 285 triệu đồng để làm 3 tuyến đường An Hồ đi Xuân Quang, đường Làng Cung 3 và đường lên thôn Phìn Giàng. Trong đó, cá nhân lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã có người ủng hộ từ 50 đến 60 triệu đồng, qua đó khẳng định quyết tâm cứng hóa đường giao thông lên các thôn bản, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế. Công tác khắc phục sạt lở quốc lộ 4 đoạn km 227 300 thuộc xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, do địa chất phức tạp, điểm sạt lở lớn nên hiện vẫn chưa thể thông tuyến hoàn toàn. Như đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 18 tháng 8 tại km 227 300 quốc lộ 4 thuộc địa phận xã Tả Gia Khâu, khoảng 6.000 mét khối đất đá từ ta luy dương sạt lở xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn giao thông trên tuyến. Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành giao thông vận tải tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại, huy động lực lượng, phương tiện tới san gạt đất đá, khắc phục giao thông tạm thời. Tuy nhiên, do vị trí sạt lở có độ dốc cao, lượng đá lớn có nguy cơ tiếp tục sạt xuống rất nguy hiểm. Vì vậy, các đơn vị chức năng khuyến cáo mọi người và các phương tiện hạn chế qua lại. Hiện các cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục khảo sát, đưa ra giải pháp xử lý nhằm thông tuyến hoàn toàn trong thời gian sớm nhất. Để chuẩn bị cho năm học mới, hàng năm ngành giáo dục và đào tạo thường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo trong dịp hè, vừa cập nhật kiến thức vừa nâng cao trình độ chuyên môn. Để chương trình bồi dưỡng hè đạt hiệu quả cao, ngành giáo dục đào tạo luôn có nhiều đổi mới, ghi nhận tại huyện vùng cao Mường Khương. Huyện Mường Khương có 59 đơn vị trường học và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên với hơn 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng hè luôn được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai nghiêm túc. Nét mới của năm nay là ưu tiên truyền đạt cho đội ngũ cốt cán bậc học mầm non và tiểu học. Đối với bậc mầm non và bậc tiểu học thì chỉ bồi dưỡng cho cốt cán các đơn vị trường, sau đó các đơn vị trường sẽ về bồi dưỡng lại cho các giáo viên. Làm như vậy là để tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí đi lại cho giáo viên. Thứ hai là nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các đơn vị trường, chủ động các cái công việc thực hiện chuyên môn của mình. Bồi dưỡng chuyên môn hè, ngành giáo dục và đào tạo huyện tập trung vào triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới. Việc lựa chọn nội dung chuyên đề bồi dưỡng gắn với định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phù hợp với đặc thù của từng môn học, cấp học. Ngoài cái việc là đưa ra kiến thức cho giáo viên thì bản thân tôi còn cho các giáo viên được thực hành thiết kế về bài học STEM, trao đổi, chia sẻ, thực hiện dạy trực tiếp tại lớp tập huấn để các đồng chí có thể rút ra được cái phương pháp cho bản thân mình. Tại trường, tại lớp thì các đồng chí đó có thể tập huấn được cho giáo viên của mình. Việc lựa chọn phương pháp bồi dưỡng mới của ngành giáo dục đào tạo Mường Khương sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên vững về chuyên môn, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Chuyển sang những thông tin trong nước, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày mai 22 tháng 8. Theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, sẽ có 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng được đưa ra đấu giá. Các biển số được đưa ra đấu giá đều được coi là siêu đẹp với các số như 5 số 5, 5 số 6, 5 số 8, 5 số 9. Để các buổi đấu giá biển số xe ô tô diễn ra khách quan, minh bạch, Cục Cảnh sát Giao thông và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá. Mỗi khách hàng có mã số riêng và thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định thành lập nhóm phát triển thiết bị 6G, đánh giá kiểm tra thử nghiệm thuộc Ban Chỉ đạo Thúc đẩy Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Thông tin Di động 6G. Mạng 6G hay mạng di động thế hệ thứ 6 là công nghệ tiếp bước thế hệ mạng 5G. Mạng 6G được kỳ vọng sẽ hỗ trợ bằng tần rộng hơn, giúp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn mạng 5G nhiều lần. Đồng thời, mạng 6G
cũng có độ phủ sóng rộng và tối ưu hơn, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của người dân. Với gần 4.500 hectare, Gia Lai là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích cây chanh leo, hàng năm đạt sản lượng khoảng 134.000 tấn. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, Gia Lai cũng thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư chế biến và tiêu thụ chanh leo thông qua hình thức liên kết chuỗi giá trị với bà con nông dân. Thay vì canh tác đại trà, nông dân Gia Lai đang dần chuyển sang hướng sản xuất theo tiêu chuẩn, cho ra những quả chanh leo đạt yêu cầu xuất khẩu, từ đó nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có trên 2.900 hectare chanh leo được áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt. Đây chính là lợi thế để cây chanh leo Gia Lai phát triển bền vững cho thu nhập cao. Tỉnh Điện Biên hiện có 306 hợp tác xã với 9.700 thành viên, trong đó có 19 hợp tác xã thành lập mới trong 7 tháng năm nay. Tổng số vốn điều lệ của các hợp tác xã trên 860 tỷ đồng. Các hợp tác xã đã giải quyết được nhu cầu lao động tại chỗ và mang lại thu nhập trung bình 40 triệu đồng trên người trên năm cho các thành viên, giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tỉnh Điện Biên tiếp tục triển khai các chủ trương chính sách hỗ trợ các hợp tác xã thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh, phát huy tốt vai trò liên kết giữa các nông dân để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao, tích cực hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn 2016-2022 tăng bình quân 7,72% một năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên một người dân năm 2022 ước đạt 2.425 kWh, tăng 1,55 lần so với năm 2015. Theo tính toán của EVN, các năm 2024-2025, nguồn điện cần bổ sung là từ 4.000 đến 5.000 MW. Trong khi đó, công suất bổ sung lại thấp hơn so với nhu cầu, dẫn đến khả năng khu vực phía Bắc vốn có phụ tải tăng trưởng cao, nên có thể thiếu tối đa gần 2.000 MW công suất các năm 2024-2025. Vì vậy, tiết kiệm điện là yêu cầu cấp bách, cần được thực hiện ở nhiều nhóm ngành như hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp Thủ tướng nước chủ nhà Hungary tại thủ đô Budapest để thảo luận về quan hệ song phương và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Theo hãng thông tấn nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc họp kín, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến trình gia nhập Liên minh châu EU của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã chủ trì cuộc họp giữa phái đoàn hai nước với sự tham gia của các bộ trưởng trong chính phủ. Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary được nâng cấp lên mức đối tác chiến lược vào năm 2013. Tháng 12 năm nay, hai nước sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Iran mới đây đã triệu các đại biện lâm thời của Đan Mạch và Thụy Điển tại Tehran để phản đối các hành vi bắn bổ kinh Koran xảy ra ở hai quốc gia này thời gian qua. Tehran cho rằng phía Đan Mạch và Thụy Điển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và những hậu quả nghiêm trọng cho những hành động bắn bổ kinh Koran xảy ra tại nước mình. Động thái của Tehran diễn ra trong bối cảnh những tuần qua, Thụy Điển và Đan Mạch đã chứng kiến một số vụ đốt kinh Koran, gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia Hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những vụ tấn công khủng bố tại hai nước châu Âu này. Chính phủ Thụy Điển và Đan Mạch cũng đã lên tiếng chỉ trích những hành động nêu trên, đồng thời cho biết họ cũng đang xem xét các đạo luật mới nhằm ngăn ngừa những hành động như vậy. Ngày 21 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi đảm bảo các nạn nhân và những người sống sót trong các vụ khủng bố luôn được lắng nghe và không bao giờ bị lãng quên. Sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi do các vụ khủng bố gây ra cho người dân các nước trên thế giới không chỉ giới hạn trong vài tháng, vài năm mà đã phủ một bóng đen lên cuộc sống của họ cho đến ngày nay. Họ tiếp tục trải qua những cảm giác lo âu và bất an khi ngày nay thông tin về các cuộc xung đột, tấn công bạo lực và các hành vi khủng bố vẫn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng nỗi đau ấy đôi khi cũng là sức mạnh để họ vượt qua những cú sốc và truyền đi cảm hứng mãnh liệt, giúp thế giới cảm nhận rõ hơn những mất mát, qua đó góp phần ngăn chặn những vụ khủng bố để không có những nạn nhân tiếp theo. Trong thông điệp quốc gia hàng năm, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định Singapore đang bắt đầu đà phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 và hy vọng đạt tăng trưởng dương trong năm 2023. Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định sau khi vượt qua đại dịch COVID-19, Singapore đang đứng trước những thử thách mới trong một môi trường quốc tế đầy căng thẳng và bất ổn kinh tế cũng như những thách thức từ tình trạng biến đổi khí hậu.
Theo đó, xung đột Ukraine kéo dài, trật tự kinh tế toàn cầu lỏng lẻo, xu hướng toàn cầu hóa yếu đi và các chuỗi cung ứng bị đứt gãy là những yếu tố ảnh hưởng tới tất cả các nước. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng nền kinh tế tăng trưởng dương trong năm nay và tránh được suy thoái. Nhà lãnh đạo Singapore cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ứng phó với lạm phát, duy trì các biện pháp hỗ trợ hàng tháng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.